Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 10, trang 43 đến trang 47, bài 2, Thơ Đường Luật, sách Cánh Diều. Yêu cầu cần đạt đó là phân tích và đánh giá được cái giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản trữ tình trung đại làm theo thể đường luật. Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố như hình ảnh, vần, đối, chủ thể trữ tình. Phân tích được sự khác nhau về nghĩa của một số cách sắp xếp trật tự từ trong câu, từ đó nhận diện và sửa được các lỗi về trật tự từ trong bài viết bài nói. Biết viết văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề từ các nội dung đã học hoặc là từ cuộc sống. Biết trình bày một báo cáo kết quả nghiên cứu. Trân trọng tình yêu thiên nhiên quê hương đất nước, tâm sự và sự sáng tạo nghệ thuật của các nhà thơ trung đại yêu thích việc nghiên cứu. Kiến thức ngữ văn. 1. Thơ đường luật và một số yếu tố trong thơ đường luật. Thơ đường luật là thể loại thơ phổ biến trong văn học các nước khu vực văn hóa Đông Á thời trung đại, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Thể loại này đã được học ở trung học cơ sở, ở đây lưu ý thêm lấy điểm sau. Hình ảnh trong thơ đường luật thì thường có tính ước lệ, tượng trưng cao, chứa đựng tâm sự, cảm xúc của tác giả về thiên nhiên, thời cuộc và con người. Trong bài thơ đường luật thì thông thường chỉ gieo một vần và là vần bằng ở cuối các câu 1, 2, 4 với thơ tứ tuyệt hay còn gọi là thơ tuyệt cú, câu 1, 2, 4, 6, 8 với thơ bắt cú. Thơ đường luật thì rất chú trọng đối và nghệ thuật đối khá đa dạng. Trong bài thơ bắt cú thì đối thường ở hai câu thực và hai câu luận. Các chữ đối nhau là phải cùng từ loại, cùng danh từ, động từ. Có khi đối giữa hai vế trong một câu, phổ biến là đối về từ, ngữ, các vế của câu trên với câu dưới. Có khi đối giữa hai câu thực và hai câu luận, nếu đối ý thì có hai dạng, đó là đối tương đồng và đối tương phản. Các nhà thơ tài năng trong quá trình sáng tạo ít khi phụ thuộc hoàn toàn vào các quy phạm của thể loại này. 2. Thơ nôm đường luật. Thì ở Việt Nam, trên cơ sở của thơ đường luật và thơ ca dân tộc thì cha ông ta đã sáng tạo ra thơ đường luật viết bằng chữ nôm. Chữ nôm là chữ của người Việt sáng tạo trên cơ sở chữ Hán để ghi âm và biểu đạt cái nghĩa tiếng Việt. Thơ nôm đường luật thì dù vẫn còn mang cái tính quy phạm của thể thơ đường luật về niêm, luật, vần, đối, nhưng cũng đã có những cái thay đổi về nhịp điệu câu thơ. Tận dụng các phép đối sử dụng nhiều cái từ ngữ và hình ảnh từ đời sống mang các bản sắc dân tộc. Tiếp theo số 3 nhỏ, chủ thể trữ tình là chủ thể phát ngôn. Thường là tác giả hoặc là người đại diện cho cái quan niệm thẩm mỹ và tư tưởng thời đại về một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống. Đây là con người, cảm xúc, suy tư trong tác phẩm nhưng không nên đồng nhất đơn giản giữa chủ thể trữ tình và tác giả. Trong thơ trữ tình thì chủ thể trữ tình có thể là xuất hiện qua các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, số ít hoặc là số nhiều như tôi, anh, em, chúng ta, chúng tôi, vân vân. Nhưng cũng có khi chủ thể trữ tình phát ngôn dưới cái hình thức chủ ngữ ẩn, không có ngôi. Với thơ trung đại thì chủ thể trữ tình thường xuất hiện ở dạng thứ hai, nhân danh cái chung đại diện cho một bộ phận xã hội. Tuy nhiên thì trong thơ của một số nhà thơ, nhất là các nhà thơ lớn thì dấu ấn cá nhân vẫn rậm nét. Số 4 nhỏ, sửa lỗi về trật tự từ. Trật tự từ được hiểu là thứ tự sắp xếp của từ ngữ trong câu. Việc sắp xếp cái từ ngữ ở trong câu là phải tuân theo một cái quy tắc cấu tạo cụm từ, cấu tạo câu. Bên cạnh đó thì việc sắp xếp trật tự từ còn có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau như biểu hiện thứ tự nhất định của sự vật, hoạt động, đặc điểm, nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng, liên kết câu với những cái câu khác trong văn bản. Các lỗi thường gặp về trật tự từ, sắp xếp từ ngữ không phù hợp với cái quy tắc cấu tạo cụm từ, cấu tạo câu. Ví dụ như lớp em rất có nhiều bạn không những học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi.
thì cái câu này mắc lỗi sắp xếp các yếu tố trong cụm từ không phù hợp khi từ rất được đặt ngay trước động từ có. Rất là phó từ, dùng trước tính từ, biểu thị ý nghĩa mức độ cao trên hẳn mức bình thường, nên sửa lại là bằng cách là để rất trước tính từ nhiều. Lớp em có rất nhiều bạn không những học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi. Tiếp theo, sắp xếp từ ngữ không phù hợp với yêu cầu diễn đạt. Ví dụ, liên hoan phim quốc tế Busan 2021 ở Việt Nam không được giới thiệu một cách rộng rãi, thì cái câu này sắp xếp có vị trí trạng ngữ không phù hợp, gây hiểu lầm là liên hoan phim quốc tế Busan 2021 diễn ra ở Việt Nam, nên sửa lại bằng cách là đưa trạng ngữ ở Việt Nam lên đầu câu. Ở Việt Nam, liên hoan phim quốc tế Busan 2021 không được giới thiệu một cách rộng rãi. Tiếp theo là phần đọc, đọc hiểu văn bản. Văn bản 1, cảm xúc mùa thu, thu hứng bài 1 của Đỗ Phủ. Số 1 nhỏ là chuẩn bị. Chuẩn bị thì các em sẽ xem lại phần cái kiến thức ngữ văn để mà vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc hiểu thơ, đường luật nói chung thì chúng ta cần chú ý cái đặc điểm thể loại, văn tự, đề tài, chủ đề, không gian, thời gian và sự liên hệ giữa các câu trong bài thơ. Nếu là thơ bằng chữ Hán thì trước khi đọc phần dịch thơ thì cần đọc kỹ phần dịch nghĩa để hiểu rõ cái ý nghĩa của các câu thơ. Rồi chúng ta sẽ đọc trước cái văn bản cảm xúc mùa thu, tìm hiểu và ghi chép lại những cái thông tin về đài thi hào Đỗ Phủ giúp cho cái việc đọc hiểu bài thơ. Thì các quan sát ở đây là hình ảnh cổ lộc Đỗ Phủ, sinh năm 712 và mất năm 770, quê ở Hà Nam, Trung Quốc. Thì bài cảm xúc mùa thu là tác phẩm mở đầu trong cái chùm thơ thu hứng gồm 8 bài thất ngôn bắt cứu đường lực của Đỗ Phủ, sáng tác trong cái thời gian cùng gia đình chạy loạn và sống xa quê nhà. Thì chùm thơ thể hiện một cách sâu sắc sự quan tâm đến vận mệnh đất nước và lòng thương nhớ quê hương của nhà thơ ở giai đoạn cuối đời trong cảnh thời cuộc loạn ly. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả Đỗ Phủ. Đầu tiên là về tiểu sử. Đỗ Phủ sinh năm 712, mất năm 770, quê ở huyện Củ, tỉnh Hà Nam, xuất thân trong một gia đình truyền thống nho học và thơ ca lâu đời. Ông sống trong nghèo khổ, chết trong bệnh tật. Về sự nghiệp văn học, thì Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực vĩ đại của Trung Quốc, là danh nhân văn hóa thế giới. Thơ Đỗ Phủ hiện còn khoảng 1.500 bài. Nội dung thơ của ông thì đó là những cái bức tranh hiện thực, sinh động và chân xác đến cái mức được gọi là thi sử lịch sử bằng thơ. Đó cũng là niềm đồng cảm với nhân dân trong khổ nạn, chứa chan tình yêu nước và tinh thần nhân đạo. Dòng thơ Đỗ Phủ thì trầm út nghẹn ngào, ông sành tất cả các thể thơ nhưng đặc biệt thành công ở thể luật thi. Với nhân cách cao thượng, tài năng nghệ thuật tráng việt thì Đỗ Phủ được người Trung Quốc gọi là thi thánh. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ đọc hiểu, phiên âm. Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, vu sơn vu giáp khí tiêu sâm, giang giang ba lãng kim thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm, tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, cô chu nhất hệ cố viên tâm, hàn y xứ xứ thôi đao sức, bạch đế thành cao cấp mộ châm. Dịch nghĩa: sương mốc trắng xóa làm tiêu điều cả rừng cây phong, núi vu, kẻ vu, hời thu hiu hắt. Giữa lòng sông sóng vọt lên tận lưng trời, trên cửa ải mây xa sầm giáp mặt đất. Khóm cúc nở hoa đã hai lần làm tung rơi nước mắt ngày trước. Con thuyền lẻ loi,
buộc mãi tấm lòng nhớ nơi vườn cũ, chỗ nào cũng rộn ràng giao thước để may áo rét. Về chiều thành bạch đế cao, tiếng chày đặt áo nghe càng dồn dập. Dịch thơ: lác đác rừng phong bạc hạt mốc xa, ngàn non hiu hắt khí thu lòa, lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, mạch đất mây đùn cửa ải xa. Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ, con thuyền buộc chặt mối tình nhà. Lạnh lùng dục kẻ tay giao thước, thành bạch chạy vang bóng ác tà. Nguyễn Công Trứ dịch. Thơ Đường, tập 2, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 1987. Như vậy thì các em vừa đọc qua bài thơ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho biết những cái câu hỏi ở giữa bài này. Thì ở đây thứ nhất, câu đầu tiên là chúng ta chú ý các chi tiết miêu tả mùa thu. Thì các chi tiết miêu tả mùa thu đó là sương móc trắng nè, thu hiu hắt nè, sóng vọt lên tận lưng trời, mây xa sầm giáp mặt đất, con thuyền lẻ loi buộc mãi tấm lòng, rộn ràng giao thước để may áo rét. Rồi tiếp theo, hình ảnh và hoạt động gì được nhắc tới ở bốn câu kết? Thì hình ảnh hoa cúc, hình ảnh ước lệ chỉ mùa thu, khóm cúc đã hai lần nở hoa. Có hai cách thiệu: khóm cúc nở ra làm rơi giọt nước mắt, khóm cúc nở ra giọt nước mắt. Mọi người nhộn nhịp may áo rét và giặt áo rét chuẩn bị cho mùa đông. Thì bốn câu thơ diễn tả nỗi buồn của người xa quê, ngậm ngùi mong ngóng ngày trở về quê hương. Tiếp theo, đối chiếu các câu trong phần dịch thơ với phần dịch nghĩa để có nhận xét về bước đầu về bài thơ dịch. Như vậy thì chúng ta sẽ đối chiếu bản dịch thơ của Nguyễn Công Trứ với bản phiên âm và phần dịch nghĩa thì ta có thể nhận xét như sau. Ưu điểm thì bản dịch thơ cơ bản đã thể hiện được khá cái sắc sảo tinh thần của bài thơ, bản dịch có thể coi là khá đạt. Còn nhược điểm, bản dịch còn có một số vên lệch so với bản phiên âm. Trong câu đầu thì bản dịch thơ chưa chuyển tải được ý nghĩa của từ yêu thương. Đây là một cái tính từ đã được động từ hóa làm tiêu điều. Vì vậy trong cái bản phiên âm nó mang cái nghĩa rất mạnh, chỉ sự tàn phá khắc nghiệt của sương mốc đối với rừng phong. Còn chữ thẳm trong câu 3 bản dịch thì chưa thật sát nghĩa, đồng thời nó còn làm cho cái âm hưởng thơ trầm xuống. Còn câu 5 bản dịch thì nó bỏ mất chữ lưỡng khai là một trong cái từ quan trọng của bản phiên âm, nhấn mạnh số lần lặp lại. Cũng vậy ở câu 6 thì chữ cô, cha được dịch làm cho cái câu thơ cha thật sự thể hiện được cái nỗi lòng của kẻ ly hương. Về nội dung chính thì bài thơ vẽ nên cái bức tranh mùa thu hiu hắt mang đặc trưng của núi rừng, sông nước, Quỳ Châu. Đồng thời, bài thơ còn là bức tranh tâm trạng buồn lo của nhà thơ trong cảnh loạn ly, nỗi lo cho đất nước, nỗi buồn nhớ quê hương và nỗi ngậm ngùi xót xa cho thân phận mình. Tiếp theo là phần câu hỏi cuối bài. Số 1 nhỏ, từ những cái thông tin mà em hiểu được hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài thơ Cảm xúc mùa thu. Như vậy, bài thơ Cảm xúc mùa thu thì được sáng tác vào năm 766 khi nhà thơ đang ở Quỳ Châu. Đỗ Phủ đã sáng tác chùm thu hứng gồm 8 bài thơ, trong đó Cảm xúc mùa thu là bài thơ thứ nhất. Tiếp theo câu 2, xác định đề tài thể loại bố cục của bài thơ. Thì đề tài đây là vẻ đẹp về thiên nhiên và tâm trạng của con người, thể loại là đường luật thất ngôn bát cú.
Về bố cục thì phần 1 4 câu đầu cảnh mùa thu, phần 2 4 câu còn lại tình thu. Tiếp theo câu số 3, cảnh thu trong hai câu đề và hai câu thực của bài thơ có gì đặc biệt so với cảnh thu thông thường mà em được biết? Để có thể miêu tả được cái quang cảnh đó thì nhà thơ phải quan sát từ những vị trí nào? Thì trước hết câu 1 và câu 2 câu đề, thì cái hình ảnh Ngọc Lộ Phong Thụ Lâm là những cái hình ảnh quen thuộc của mùa thu Trung Quốc. Ngọc Lộ ở đây là miêu tả cái hạt sương mốc trắng dày đặc làm tiêu điều hoang vu của một rừng phong. Bản dịch thơ dịch thanh thoát nhưng chưa truyền tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa thần thái của nguyên tác. Còn Phong Thụ Lâm là hình ảnh thường được dùng để tả cảnh sắc mùa thu và nỗi sầu ly biệt. Tiếp theo, núi Vu Kẻm Vu là hai địa danh cụ thể ở Trung Quốc. Vào mùa thu, khí trời âm u mù mịt, bản dịch thơ là ngàn non, đánh mất hai cái địa danh cụ thể để lại không diễn tả được cái hết cái không khí của mùa thu. Khí tiêu sâm là hơi thu hiu hắt ảm đạm. Như vậy, không gian thiên nhiên ở đây vừa có chiều cao, vừa có chiều rộng và chiều sâu. Không gian lạnh lẽo, sơ sát, tiêu điều, ảm đạm. Rồi diễn tả cảm xúc buồn, cô đơn, lạnh lẽo của tác giả. Tiếp theo câu 3 và câu 4, câu thực. Thì điểm nhìn từ lòng sông đến miền Quang Ải thì không gian được nới theo ba chiều rộng, cao và xa. Tầng xa là ở giữa dòng sông thăm thẳm là sóng vọt lên tận lưng trời. Còn tầng cao là miền Quang Ải với cái hình ảnh mây xa sầm sáp mặt đất. Tầng rộng là mặt đất, bầu trời, dòng sông đều cho ta hình dung về không gian rộng lớn. Còn cái hình ảnh đối lập phóng đại là sóng thì vọt lên tận trời, thấp cao, mây thì xa sầm xuống mặt đất, cao thấp. Như vậy sự vận động trái chiều của những cái hình ảnh không gian kỳ vĩ tráng lệ. Tâm trạng của con người ngột ngạt bí bách. Thì bốn câu thơ đã vẽ nên bức tranh mùa thu sơ sát, tiêu điều mênh mông, rợn ngợp chao đảo. Đó phải chăng cũng là bức tranh của xã hội Trung Quốc đương thời loạn lạc, bất an, chao đảo? Tâm trạng buồn cô đơn trên bên lo lắng của tác giả trước thời cuộc. Tiếp theo câu 4, nỗi lòng của chủ thể trữ tình được thể hiện qua những cái hình ảnh nào trong bốn câu thơ cuối? Hình ảnh nào là ấn tượng nhất vì sao? Thì nỗi lòng của nhà thơ trong bốn câu thơ cuối là câu 3 và câu 4, hình ảnh nhân hóa ẩn dụ. Khóm cúc nở hoa tuôn dòng lệ thì có hai cách hiểu khóm trúc nở ra làm rơi giọt sương nước mắt, khóm cúc nở ra giọt nước mắt. Thì dù thì hiểu theo cái cách nào thì cũng thấy được cái tâm sự buồn của tác giả. Cô Du con thuyền cô độc. Thì hình ảnh này gợi sự trôi nổi, lưu lạc của con người, là phương tiện để nhà thơ gửi gắm khát vọng về quê. Từ ngữ lưỡng khai, nỗi buồn lưu cửu trải dài từ quá khứ đến hiện tại. Nhất hệ dây buộc thuyền cũng là sợi dây buộc mối tình của nhà, mối tình nhà của tác giả. Cố Viên Tâm, tấm lòng hướng về quê cũ, thân phận của kẻ tha hương, ly hương, luôn khiến lòng nhà thơ thắt lại về nỗi nhớ quê. Lạc Dương, nhớ nước, Trường An, kinh đô, nhà đường. Tiếp theo, sự đồng nhất giữa các sự vật hiện tượng. Tình cảnh thì nhìn cúc nở hoa mà lòng buồn tuôn giọt lệ. Quá khứ hiện tại, hoa cúc nở hai lần năm ngoái năm nay mà không thay đổi. Sự vật con người, sợi dây buộc thuyền cũng là sợi dây buộc chặt tâm hồn người.
Hai câu thơ đặt tả nỗi lòng đau buồn tha thiết dồn nén vì nỗi nhớ quê không thể giải tỏa của nhà thơ. Tiếp theo câu 7 và 8 về hình ảnh mọi người nhộn nhịp may áo rét, giặt quần áo để chuẩn bị cho mùa đông tới. Thì cái không khí chuẩn bị cho mùa đông gấp gáp thúc giục. Rồi âm thanh tiếng giày đặt vải thì âm thanh báo hiệu mùa đông sắp đến, đồng thời diễn ra sự thổn thức ngổn ngang mong chờ ngày về quê của tác giả. Bốn câu thơ khắc sâu tâm trạng buồn cô đơn lẻ loi trầm lắng, u sầu vì nỗi nhớ trở về quê hương. Tiếp theo câu 5. Theo em viết về mùa thu nhưng Đỗ Phụ đã phải gửi đã gửi gắm trong bài thơ tâm sự gì? Thì giữa chủ đề, nhan đề, nội dung, hình ảnh, nghệ thuật, trong toàn bộ tác phẩm đều mà xoay quanh cái hình ảnh mùa thu. Tiếp theo số 6 nhỏ, hãy viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng để làm rõ tình cảnh của Đỗ Phủ với quê hương được thể hiện trong bài thơ Cảm xúc của mùa thu. Như vậy các em cùng theo dõi một cái đoạn văn tham khảo. Tình cảm thương nhớ, tình cảm thương nhớ quê hương được tác giả thể hiện sâu sắc, cụ thể qua bốn câu thơ cuối cùng. Cúc là loài hoa của mùa thu, biểu tượng niềm vui và vẻ đẹp, vậy mà nhìn nó lại nhỏ lệ, gợi một nỗi buồn sâu lắng của nhà thơ. Nhìn hoa cúc nhớ về những mùa thu ở quê hương. Chữ lệ trong bài thơ rất khó phân biệt, lệ của người hay lệ của hoa. Cố chu, con thuyền cô độc. Khi nhìn thấy con thuyền, nỗi lòng tác giả càng dâng trào, càng nhớ quê da diết. Hình ảnh con thuyền trôi nổi lưu lạc là cái phương tiện duy nhất để nhà thơ gửi gắm ước nguyện về quê. Hệ cố viên tâm rất đặc biệt, như buộc chặt nỗi lòng con người với quê hương, với quê nhà, nhờ con thuyền trôi về quê hương. Cảnh mọi người giặt áo cũ, âm thanh tiếng chày đặt vải nhộn nhịp trên sông để chuẩn bị cho mùa đông tới. Như vậy việc sử dụng không gian dài rộng, vừa cao sâu thấp, lên cao và từ cao xuống thấp, và những cái phép ẩn dụ sâu sắc đối xứng chặt chẽ thì bút pháp tả cảnh ngụ tình, ngôn ngữ, cảm xúc dùng quá khứ nói hiện tại